Xin chào các anh chị các bạn. Buổi chiều ngày hôm nay, chiều ngày mùng 5 tháng 8, nhiệt độ miền Bắc cực nóng luôn các bác nhé, 38 độ. Nhưng mà nắng này thì lại ghép được táo các anh chị ạ. Thì anh em đã tích cực tăng cường nhé, tăng cường nhân sự, tăng cường con người để ghép táo các anh chị nhé, ghép táo giống. Cây táo Đài Loan, cây táo Xuân, táo đào vàng, táo chua, táo kim đào mật nhé, các loại táo. Thì đến thời điểm này đã ghép được táo đài, táo chua, táo đào vàng, táo chua rồi. Táo Xuân đã ghép rồi và bây giờ còn đang ghép táo Đài Loan và kim đào mật nữa nhỉ. Đấy thì cái tốc độ ghép đây, cây ghép đây. Đây là cái đám một đám thôi nhé, còn một hai đám, một hai chỗ nữa. Rất là nhiều. Đấy thì phía đây là đã ghép được 3 hôm 4 hôm rồi các anh chị này. Đó. Đây, còn anh em thì đang ghép ở phía bên kia các bác nhé. Đấy, lát sẽ mời các anh chị sang để cập nhật cái tình hình cây ghép nhé. Cây ghép cho cái vụ giống 2021, trồng cuối năm 2021 và sang 2022 các bác nhé. Đấy, cây giống đây. Cắt tại những cái mắt cây thuần, ghép tại cắt tại vườn luôn, tại các cánh đồng táo, những cây táo giả của anh em chúng em luôn nhé. Đó thì chọn lựa những cây nào gọi là vườn, ví dụ như táo Xuân thì ghép Xuân vàng các anh chị nhé. Đài Loan thì gọi là Đài Loan, anh em chúng em cứ gọi là Đài Loan vàng ấy. Đấy, Xuân vàng, Đài Loan vàng. Bởi vì táo thì xuân thì có nhiều loại, xuân xanh, xuân vàng đúng nhỉ, thì tụi em chỉ ghép xuân vàng thôi để cây nó hiệu quả và năng suất. Đấy, tóm lại như vậy. Vì anh em chúng em trồng thì cũng có thâm niên rồi. Đấy, thì mời sau đây mời các anh chị sẽ cùng đi thăm cái vườn táo này xem là cái tốc độ ghép đúng nhỉ. Thì dự kiến là chắc khoảng tầm 3 5 hôm nữa thì cũng sẽ xong, bởi vì ghép bây giờ cũng loanh quanh những ngót nghét 1 tháng rồi, mưa gió thì cũng nhiều. Đấy, mấy hôm vừa rồi cứ mưa thì phải nghỉ mà nắng thì mới ghép được. Những cái cắt bớt ngọn đi nhé, trong quá trình ghép là phải cắt bớt ngọn này cái chị này, nó rất là nặng, cây nó rất là tốt, là to nhé, cắt bớt đi và ghép gãy mắt đây. Đấy, những cái cành gãy mắt ra đây đó, gãy mắt ra để ốp vào những cái cây này nhé. Trong cái hướng dẫn ghép thì ở trong cái video về hướng dẫn ghép táo thì em cũng đã hướng dẫn, đã có cái video rồi hướng dẫn các chị ghép mắt cây táo dại từ cái cây ghép cây táo giống này. Đấy, từ cây táo giống này, từ cây táo thuần của mình nhé. Thì đến thời điểm này thì những cái cây này đó thì cũng đã ốp mắt hết đây rồi, và các chị muốn xem là cách ghép như nào các chị có thể mở lại danh mục video nhé và hướng dẫn cách ghép cây táo giống này nhé. Ghép nó nhìn thì rất là đơn giản thôi, thực ra thì nó cũng không khó. Đấy, nói thẳng là cũng không khó các anh chị ạ, để làm nó chỉ kỳ công và quen tay thì nó rất là ok các bác nhé. Cắt này, cắt ngọn hết đi để cho nó đỡ đổ, nó nhẹ cây đúng không nhỉ. Đây, cái tầm này thì khoảng tầm một chục ngày sau sẽ cắt túi bóng nhé, và sẽ cắt gốc nhé, cắt cái gốc này đi để cho mắt thuần nó lên. Đây. Trời thì nó rất là nắng các anh chị ạ. Thời điểm này giờ đang là 5 rưỡi chiều rồi. Thì anh chị em ghép thì cũng chắc là cũng gọi là cơ bản đấy. Thì có phải có ô che nắng nhá, như cái ô câu cá ấy. Đấy. Đấy. Đang ghép phía trên. Đây. Đây những cái cành táo từ vườn vừa cắt về đây các bác. Đấy, những cái vườn đây vừa cắt về đây. Đấy. Gọi là tươi nguyên nhé. Đấy. Đây. Táo Xuân đây. Cái cành này táo Xuân này. Đấy, để cắt những cái cành tay này nhé. Để về để gãy mắt ra để ghép cũng nhỉ. Đó, đây. Ừ. Cắt thì rất nhiều, đúng, tóm lại là cắt hàng mỗi cứ ghép đến đâu thì cắt đến đấy, vì cánh đồng táo ở chỗ nhà em thì nó rất là rộng nên là rất thoải mái nhỉ. Ghép hàng tháng trời không hết được cành. Những cành tay, cành nhỏ nhỏ này, đây, đấy. Đấy. Thoải mái luôn nhé. Một số cây nhỏ nhỏ thì rổ bớt đi đấy, cho nó thưa nó đều đều. Những cái ô này cắm lên để che nắng. Đây, đây ô này cắm lên để che nắng. Quan trọng là nó cho nó dài.
ship mà ship thì bây giờ cũng không mở được. Ship có khi người ta càng không lấy mình ăn thì bọn nhớ là ăn là có cái độ nhập mà mình về nhà thì ai người ta. Đấy, cái tốc độ ghép của anh em ghép. Còn hai chị em đi cắt cây, cắt cành nhé, hai chị em đi cắt cành. Còn lại là một số anh chị em thì cứ việc ghép nhỉ. Và xoa gốc đúng nhỉ. Đấy. Đấy. Thì mai sẽ oánh hết, chắc khả năng là mai sẽ oánh hết ở đây rồi và sang một cái vườn nữa, nhỉ, sang cái vườn nữa. Đây, cây bên này chưa cắt nó tốt như thế này cơ các anh chị. Đây, một số cắt ở bên này nữa. Cắt mắt đây nữa. Thực sự là chưa thấy năm nào nó nóng như năm nay. Nóng và thời tiết nó rất là cao, nhiệt 39, 38, 39 độ trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Thì anh em ghép cũng rất là mệt, vất vả. Thực sự là ngồi lê la bò toài, thực sự rất vất vả luôn các bác ạ. Nóng lắm, thực sự rất nóng luôn. Đây, đây dụng cụ ô xẻng này. Đấy, cây thì nó đổ, thực ra là nếu cây đổ ghép rất vất vả luôn các bác nhé. Lại phải dựng lên. Đấy, đây, những cây này đổ là vất vả này. Đấy, đổ là bóc. Tức là nếu mà mình để nó đổ cây là giống như sắt vỏ ấy, là bóc ra nó rất là khó bóc vỏ để ghép mắt vào. Hoặc là nếu ghép vào thì nó lại không sống, không sống cái mắt ghép. Đấy. Thì đương nhiên là những cây nào đứng thì ghép thôi, còn những cây nào nghiêng là gần như là phải dổ bỏ luôn các bác nhé. Để dổ bỏ luôn những cây này, cây nghiêng nghiêng đổ này. Đó, chứ không phải là đơn giản đâu. Đấy. Đây, còn cây này nghiêng thì lát dựng lên để ghép này. Cây nó cao nó tốt, nó dài này. Cây nó cao khoảng 1m4 rồi. Đấy. Cây táo dài này. Thế thì trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì cập nhật cho các anh chị em một chút về cái tình hình ghép cây táo giống cho cái vụ trồng cuối năm nhé. Cuối năm 2021 và sang 2022. Thực sự là anh em cũng nhận định là tương đối là khó khăn. Khó khăn là như này. Một là tất cả cái cây trồng đúng nhỉ, thì nó phụ thuộc vào cái tiêu thụ của giá quả đúng nhỉ, giá quả. Đấy, và từ giờ đến cuối năm thì cũng chỉ mong là dịch bệnh nó ổn định, bà con chúng ta chấp hành tốt đúng nhỉ, để cho dịch bệnh nó lui đi, trở lại hoạt động kinh tế sản xuất nó bình thường đúng nhỉ. Còn chưa đến thời điểm này thì nhiều nơi còn giãn cách, hoa quả thì không bán được nhỉ. Thì đương nhiên là cây giống, cây má của anh em chúng em cũng rất là khó. Thực sự nếu không bán được quả thì cũng rất là khó tiêu thụ cây này, vì làm gì mà trồng được đúng không ạ. Đó, thì cũng bây giờ cũng chỉ biết là thôi cứ ghép vào đã các bác nhé. Đấy, thì hy vọng từ dần cuối năm ổn định, dịch giã ổn định nhỉ, thì ok. Còn cái cây giống này thì tầm tháng 10 âm lịch các anh chị nhé, tháng 10, ít nhất là tháng 10, tháng 11 là bắt đầu ok rồi, đánh lên trồng. Đến tháng 2, tháng 3 đấy, tức là đánh khoảng thời gian khoảng tầm 3 đến 5, 4 đến 5 tháng nhé, 4 đến 5 tháng để trồng. Đấy, trồng rất là ok, cây khỏe, giống thì cực kỳ đẹp. Đấy, các anh chị nhìn thấy chưa. Đấy. Đấy, cập nhật các anh chị tình hình như hôm nay nhé. Đó là 27 tháng 6 âm lịch và lịch dương đó là mùng 5 tháng 8. Đấy, mùng 5 tháng 8 dương lịch. Đấy, thì các anh chị nếu chuẩn bị đất cũng nhỉ, chuẩn bị có cái gọi là tính toán mà có muốn trồng táo nhỉ, thì các anh chị có thể alo theo số điện thoại 0368052750. Đấy, em sẽ tư vấn cho các anh chị nhỉ, trồng táo gì, kỹ thuật thế nào, hướng dẫn các anh chị từ A đến Z. Để các anh chị có thể trồng, vận dụng và đem lại thu nhập cho gia đình các bác nhé. Thì còn mọi cái video về táo nhỉ, về hướng dẫn trồng táo, kỹ thuật trồng táo, cách chăm sóc táo, thì các anh chị có thể lên danh mục video trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn để các anh chị tìm xem video. Còn nếu chưa rõ thì các anh chị điện alo hoặc là nhắn tin, thì em có thể tư vấn rất là kỹ càng cho các anh chị để các anh chị tham khảo các anh chị ạ. Đó. Thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở clip tiếp theo. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Giờ anh em nó sẽ ghép sẽ năng suất hơn, tối tối rồi mát giỏi sẽ ghép năng suất hơn các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở clip tiếp theo. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi.